Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng TOEIC tập 1. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn về chủ đề contracts, có nghĩa là hợp đồng. Từ này các bạn đọc là contracts. Nó có chữ kết thúc bằng âm T và âm S, nhưng mà chúng ta quan trọng nhất là âm S thôi, nên các bạn có thể bỏ qua âm T. Các bạn cứ đọc là contracts. Đây là danh từ. Từ đầu tiên mà hôm nay chúng ta học đó là từ này. Các bạn đọc là abide by. Đấy, ở đây trong này có hai từ by. Ở đây đọc là by và sau này cũng là by luôn. Chỉ khác là ở trước đây là abide. Nó kết thúc bằng âm d các bạn nhé. Abide. Từ này là động từ, nó có nghĩa là tôn trọng, tuân theo hay là giữ lời. Các bạn đọc là abide by, abide by, abide by. Từ tiếp theo, từ này là danh từ, nó có nghĩa là sự đồng ý, thỏa thuận với nhau. Các bạn đọc là agreement, agreement. Nó kết thúc bằng âm T các bạn nhé. Nếu như các bạn kết thúc có âm T thì độ chính xác của nó cao hơn. Còn nếu mà không có âm T thì nó cũng không sao. Các bạn có thể đọc là agreement, agreement. Nhưng mà theo mình nghĩ các bạn cứ đọc có âm T cuối thì cái độ chuyên nghiệp nó cao hơn. Agreement, agreement. Ở đây cái âm I này các bạn hơi kéo dài ra một chút nhé. Agreement, agreement. Từ thứ ba ngày hôm nay, từ này các bạn đọc là assurance, kết thúc bằng âm s các bạn nhé. Assurance, assurance. Các bạn nhớ ở đây âm đây là âm s, nó không phải là sure, nó không phải là assurance, mà nó là assure. Các bạn nhớ chữ s nhé. Assurance, assurance. Đây là danh từ, nó có nghĩa là sự cam đoan, bảo đảm. Assurance. Từ vựng ngày hôm nay tiếp theo là từ này mình nghĩ chắc là nhiều bạn biết, nhất là cái chữ cancel này các bạn này. Ở trong bàn phím của chúng ta cũng có, mà ở trong khi chúng ta thực hiện cái thao tác gì đó về máy móc thì nó hay có cái chữ này, cancel. Và cái từ này đọc là cancellation, đọc nhanh là cancellation, cancellation. Các bạn nhớ âm này là âm sờ nhé, không phải là sờn, nó là sờn. Cancellation, cancellation. Nó là danh từ, nó có nghĩa là sự bãi bỏ, hủy bỏ. Từ tiếp theo, đây là động từ, các bạn đọc là determine, đọc nhanh là determine, determine. Đây là động từ, nó có nghĩa là xác định, định rõ. Determine, determine. Từ này các bạn đọc là engage, engage. Nó kết thúc bằng âm chờ các bạn nhé. Âm chờ đây, âm chờ rung, nó không bắn hơi nhiều. Còn nếu các bạn không có thể rung nó được thì các bạn cứ bắn hơi cũng được. Engage, engage, engage. Đây là động từ, nó có nghĩa là thu hút sự chú ý hoặc là giành được tình cảm. Engage, engage. Từ này mình nghĩ là cũng nhiều bạn biết. Từ này các bạn đọc là establish, kết thúc bằng âm s, đọc nhanh là establish, establish, establish. Ở đây cái chữ này các bạn có thể đọc là tha hoặc là ta, nó đều được, mà đọc ta thì nó dễ hơn. Establish, establish. Đây là động từ, nó có nghĩa là thành lập, thiết lập. Establish. Từ này các bạn đọc là obligate, obligate, obligate. Đây là động từ, nó có nghĩa là bắt buộc, ép buộc. Thực ra nếu như phân tích nó ra thì nó là o đến chữ b các bạn nhé, như thế này này.
Nhưng mà chúng ta cứ đọc là op đi, nó không không sao cả. Obligate. Obligate. Từ này thì mình nghĩ là hầu hết các bạn đều biết này. Từ này các bạn đọc là party. 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 Từ này khi nó là danh từ nó có nghĩa là đảng, phái, nhóm. Party. Party. Ở đây cái âm này các bạn có thể đọc là âm A hoặc là nó hơi giống âm O một chút. Các bạn có thể đọc là party, party. Giữa A và O, party, party. Cách đọc tiếp theo của người Mỹ, các bạn đọc âm T này thành âm D. Party, party, party. Từ vựng tiếp theo. Từ này các bạn đọc là shelter, shelter. Âm đây âm sờ các bạn nhé, shelter. Đừng đọc là sell, nó không phải là âm sờ, nó là âm sờ. Các bạn phải bắn hơi ra một chút và cái lưỡi nó hơi cong lên một chút, đó là âm sờ. Shelter, shelter. Cách đọc thứ hai cái chữ thờ này các bạn có thể đọc là the shelter, shelter. Đây là danh từ, nó có nghĩa là chỗ ẩn nấp, chỗ ẩn nấp. Shelter. Từ tiếp theo đó là từ trang bị nội thất. Từ này các bạn đọc là furnish, kết thúc âm sờ nhé. Furnish, furnish. Đây là danh từ các bạn nhé. Furnish. Xin lỗi các bạn nhé, cái từ furnish nó là động từ đấy. Nó động từ có nghĩa là trang bị nội thất. Chúng ta trang bị những cái nội thất trong gia đình mình, chúng ta gọi là furnish, furnish. Từ vựng tiếp theo, từ trang trí, các bạn đọc là decorate, decorate. Nó kết thúc bằng âm T nhé, decorate. Các bạn có thể kết thúc bằng âm T hoặc là không có cũng được. Các bạn có thể đọc là decorate hoặc decorate, decorate. Nhưng mà cái độ chính xác của nó hơi thấp nên các bạn cứ đọc có âm T. Decorate, decorate. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.